Hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 2022, hacker Nhâm Hoàng Khang sẽ bị đưa ra hầu tòa. Nhâm Hoàng Khang sinh năm 1987, đăng ký hộ khẩu ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nhâm Hoàng Khang bị cáo buộc chiếm đoạt của sàn T-Rex 20.000 đô la, tương đương với hơn 400 triệu đồng tiền Việt Nam. Theo cáo trạng, Nhâm Hoàng Khang sẽ bị truy cứu về tội cưỡng đoạt tài sản thuộc điểm A khoản 3 điều 170 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng xét xử do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. Nhâm Hoàng Khang có thuê 3 luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để bào chữa. Theo cáo trạng, ông Vũ Ngọc Châu là chủ sàn T-Rex. Sàn T-Rex là không gian giúp mọi người mua bán các loại tiền điện tử rồi thu phí dịch vụ. Nhâm Hoàng Khang đã vào sàn T-Rex đăng ký mở nhiều tài khoản với mục đích là chiếm quyền điều hành của nhân viên sàn, nên đã bị sàn T-Rex khóa tài khoản. Nên Nhâm Hoàng Khang đã vào Telegram của sàn T-Rex yêu cầu mở lại tài khoản và trả số tiền mà Khang đã nộp khi mở tài khoản ở sàn. Để thực hiện được điều này, Nhâm Hoàng Khang đã lấy thông tin của 29.000 khách hàng, làm nhiều truy cập giả và làm nhiều lệnh rút tiền từ xa, làm nhiễu sàn. Sau đó Nhâm Hoàng Khang đã yêu cầu ông Vũ Ngọc Châu phải chuyển cho Nhâm Hoàng Khang 20.000 đô la, không thì Nhâm Hoàng Khang sẽ thông báo cho mọi người biết sàn T-Rex bị tấn công. Và nếu sau khi nhận được tiền, Nhâm Hoàng Khang sẽ đưa thông tin cho để ổn định lại sàn. Theo dự tính, vụ án sẽ xử hoàn tất trong buổi sáng ngày hôm nay. Kết quả tôi sẽ thông tin với các bạn ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Xin chào các bạn.